đây là quyển Đại Thừa Chân Giáo, Thánh Tựa xuất bản kỳ nhì, Cao Đài Thượng Đế. Thầy mừng các con. Phần thi. Đại Thừa Căn Bản Đạo Quyền Thâm. Chân dấu tầm tu khỏi lạc lầm, kẻ trí xem qua tăng huệ trí, người mê đọc đến giảm mê tâm. Tầm chương giải thích chân thường đạo, trích cũ ẩn bi pháp diệu thâm. Kinh Thánh truyền ban người hữu hành, đắc truyền mới rõ mai cao thâm. Thi bài. Đại Thừa xuất bản kỳ hai, Phục Hưng Chân Giáo Phổ Khai Đại Đồng. Đến ngày chỉnh lập Hoa Long, thế gian mới biết danh ông cao đại. Kinh truyền chẳng luận dở hay, ai người huệ trí tầm ngay chân truyền. Là phương tạo Phật tác tiên, là đường siêu thoát lưu truyền muôn năm. Phàm Tự Bài Ca Tụng theo kinh điển của các thánh nhân ngày xưa thì chỉ có ngôi Thái Cực là tuyệt đối mà thôi. Kỳ dư nhất nhất trong càn khôn võ trụ đều do luật tương đối mà ứng hiện. Lớn rộng bao la hơn hết là trời với đất, nhỏ nhất tế vi hơn hết là côn trùng, mà còn tránh không khỏi sự phân tách ra nhị thể là âm dương thai. Huống chi là người và các giống khác, vậy luật tương đối là một luật chung của càn khôn võ trụ, mà nhất là cảnh sắc giới này. Cao đài đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã hiện ra nơi cảnh sắc giới, thì tất nhiên phải chịu với luật ấy mà phô diễn ra làm hai thể cách hữu hình là cao đài đại đạo và cao đài tôn giáo. Hai thể cách này tức là tả chi hữu dực của đạo trời để tiếp tục nhau mà đưa quần linh từ cảnh vô minh khổ não của trần tục cho đến cảnh hư vô tịch diệt, để cùng hội hiệp với đấng chúa tể càn khôn.
cao đài đại đạo, thì hiện nay có chi chiếu minh làm đại diện, chuyên về khoa bí truyền hay là khoa siêu phàm nhập thánh. Cao đài tôn giáo thì hay về khoa phổ hóa, mà hiện nay làm đại diện là các chi phái bên đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ và phái Tiên Thiên. Đã là tả chi hữu vực của đạo trời thì hai cơ thể bí truyền và phổ hóa phải liên hòa tương tiếp, tương trợ lấy nhau mới có thể chống vững đạo trời và làm cho cái đạo đặng rườm rà sung túc thêm lên là gì. Nếu không cơ bí truyền thì cơ phổ hóa không thể đưa người đến mục đích cuối cùng của chữ tu đặng như vậy. Lý thuyết lấy đâu làm căn cứ cao siêu hầu phổ hóa năm châu sau này? Trái lại khoa bí truyền không khoa phổ hóa thì lấy đâu tuyển chọn sĩ tử vào trường để cùng tuyên truyền mối đạo vô vi? Đường tu chẳng khác cuộc đăng sơn mà lưỡng khoa đã kể đó, tức là hai khoảng tối trọng của con đường ấy. Từ chân non đến bán lộ là về khoa phổ hóa, từ bán lộ đến đảnh là về khoa bí truyền. Đôi khoảng phải tương tiếp nhau mới có thủ, có dĩ, có thỉ, có chung, đường tu mới trọn. Cứ theo thứ tự niên ngoạt nhật thời mà xét thì xưa kia khoa bí truyền ra đời trước cơ phổ hóa. Nay khoa phổ hóa đã đi đặng một bước đường khá dài thì khoa bí truyền phải ra mặt mà đưa kẻ thiện duyên đến đảnh. Vì vậy mà ngày nay mới có quyển Đại Thừa Chân Giáo. Quyển Đại Thừa Chân Giáo ra đời thiết tưởng là một sự đại hạnh đại phúc cho quần linh vậy. Là vì từ xưa đến nay kinh sách luận về đơn kinh không phải ít, nhưng lời nói rất u ẩn, lý thuyết rất kín đáo, vì vậy chưa mấy bực đoạt đặng chân truyền và sự lầm lạc thật vô số định. Nay nhằm buổi hạ nguyên thiên địa tuần quần cơ tân dân minh đức sắp khai diễn hầu đưa người trở về thời thượng đức, nên đấng Chí Tôn vì lòng từ bi vô lượng vô biên mới hạ lệnh hội tam giáo ban cho người đang cơn dở chết dở sống quyển kinh Đại Thừa Chân Giáo này. Một, để vẹt ngút mây mù ngàn năm hầu cho đời đặng trông thấy đạo trời một cách chánh đại quang minh, không còn chi gọi là mơ hồ nữa. Hai, để rung động tâm hồn người thiện căn hầu cấp tảo hồi đầu tầm phương siêu thoát. Ba, phô trương một cách rõ rệt triết lý cao đài đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ và chỉ rõ rằng cơ siêu thoát không dành cho một hạng người, một chi, một phái hay một dân tộc nào. Vậy quyển kinh Đại Thừa Chân Giáo tuy rằng do nơi trước tiết tàng thơ chi chiếu minh mà sản xuất, nhưng nó vốn là chung cho các chi phái đã công nhận hai chữ cao đài, và có lẽ là do cả tam giáo cửu lưu nữa, vì lý chánh vẫn một. Trong bửu kinh này có một ít khoảng bàn đến nhân đạo, ấy là lý kính vậy. Ân trên khuyên đời nên giữ chữ trung thứ để đi đến đạo, vì đạo thường trụ không ở thuyết tuyệt đối mà ở thuyết trung dung. Đời phải nương đạo mới là thuấn nhật nghiêu thiên, trái lại đạo phải nương đời mới trọn câu phổ tế,
Vậy mong sao khi đọc Bửu Kinh Đại Thừa Chân Giáo rồi, thì khách thiện duyên mau tầm đường trở lại cựu quê, và các chi, các phái trong cao đài đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ tận tâm nỗ lực hiệp với chi chiếu minh, để chấn chỉnh đạo trời hầu cứu độ vạn linh cho kịp kỳ đạo mở. Trần Văn Quế, đạo hữu. Trước Lý Minh Đài, thành tâm ca tụng, Sài Gòn, ngày 19 tháng 11 dương lịch năm 1936. Lời cầu nguyện. Hoàng cầu đang nhán chớp những lần lối điển, các dân tộc đang hết lòng ái nái phập phồng với nạn chiến tranh, cái đời thống khổ khốc liệt gớm ghê cứ ngày càng hiện rõ hình trạng ra ngoài, thì người đời lại há lẽ nào không biết chán. Thế nên chán đời, sợ đời, tất phải ngày một đại đa số mãi ở trong nhân loại. Nhưng chán đời, sợ đời lại không phải chỉ trốn phức cái đời bằng một phát súng, bằng một sợi dây hay bằng liều thuốc độc, mà tưởng là đã thoát khỏi đời. Vì thưa chư quý đồng đạo, lại còn cái luật luân hồi nữa chi? Vậy chán đời, sợ đời mà muốn tránh ra cho khỏi là chỉ có một phương độc nhất vô nhị, một phương chắc chắn rõ ràng như một với một là hai, phương ấy cũng chẳng gì đâu cho lạ, chỉ là một cái chữ tu. Này, như chúng tôi đây cũng có người hơi hoảng lộ vì chữ danh mà vùng vẫy, cũng có kẻ trốn thương trường ham chữ lợi mà say mê, lại cũng có phường trong bốn vách dám quên mình mà nghiêng ngửa, cũng có bợm giữa bãi tình không giữ tánh mà buông lung, rồi cũng có hạng muốn tuốt gươm vì cuộc thế mà mất còn, cũng có trang biết sôi máu với tình đời mà phấn đấu. Nhưng đến lúc sau này thì chúng tôi ngoài mặt chỉ buông xuôi theo dòng nước, miệng hử ừ qua bụi mà vân vân giới thế cho rồi, còn trong lòng lại đáo đáo đêm ngày trao tâm sửa tánh, học đạo, lo tu. Chúng tôi điên chăng? Chúng tôi dại chăng? Không. Chúng tôi chỉ chán đời như vạn trùng thiên hạ chán đời kia thôi. Nhưng rất may cho chúng tôi là chúng tôi gặp được một nền chân giáo rất siêu việt hoàn toàn, nên chúng tôi hết sức hoan nghênh, hân hạnh. Vì chúng tôi mỗi ngày càng thấy rõ ràng hai chữ giải thoát, nó ở múc con đường tu luyện của chúng tôi rất đổi sờ sờ chắc chắn, không còn một điểm tí gì ngờ vực nữa hết. Được món quý bửu vô giá của càn khôn võ trụ ấy rồi, chúng tôi đã hết lòng cảm tạ ơn trên, chúng tôi lại muốn kêu to rầm rĩ cả góc trời Nam, để cùng hưởng với cả nhân sanh cho phỉ dạ, song khổ thai, đạo chưa tới thời kỳ quát khai độ chúng, nên chúng tôi phải ép lòng giấu kín mà ẩn vật tầm tu bấy chày. Bỗng đâu mới vừa năm ngoái rồi đây, khi Thánh Đức Tổ Đình ở Cần Thơ cử hành đại lễ khánh thành, thì Đấng Chí Tôn lại ban cho câu đối như vậy: chiếu sắc đại thừa quy bổn tánh, minh truyền chân giáo phục linh căn. Thấy ẩn trong đôi liễn có bốn đại thừa chân giáo, lại có hứa sẽ minh truyền, thì chúng tôi biết mấy trong mong ao ước. Nào về thiên tùng nhân nguyện,
Hôm vừa cuối xuân, Đấng Chí Tôn lại thình lình sắc lệnh, khởi từ ngày Sóc trong Tết trọng thu, trong tiết trọng thu năm Bính Tý này, Chí Tôn sẽ bắt đầu ban cho nhân loại một quyển Đại Thừa Chân Giáo. Ôi thôi, mừng này có biết lấy chi cân bằng, chúng tôi liền vội vã lo việc phụng lục, rồi phổ thông ấn tống tức thì, vẫn biết dùng cùng không dùng, nạp hay bất nạp là quyền riêng của mỗi người. Song chúng tôi đây chỉ vì gặp được một bức họa đồ trong ấy đã bày vẽ đành rành đường nẻo đi ngay đến cửa giải thoát, thì chúng tôi bao giờ há nở độc thiện kỳ thân, đành lòng cấp cũng ôm riêng cho mình, nên lấy làm hân hạnh mà được phép đem ra cống hiến cho đồng bào cây Kim Chỉ Nam, rất chắc thiệt, quý báu vô giá ấy. Rất mong các bạn đồng nhân sẽ chẳng nể công phu mà khảo xét, chiêm nghiệm cho tận cùng đáo để cái giáo lý trong mấy lời thánh huấn trong bửu quyển đây. Được vậy, miễn được vậy, chúng tôi cũng hết sức hài lòng vui dạ, mà cúi dâng quyển bửu kinh này cho tất cả đồng nhân trong hải nội. Rất mong thay đệ tử phái Chiếu Minh, trọng thu Bính Tý 1936, chương 1, hình nhi hạ học giáo lý công truyền, ngày 4 tháng 9 năm Bính Tý. Thánh tựa phần thi: đồng lòng thương xót bụi đời nguy, đình hội Phật tiên đã mấy kỳ, hồ điệp mê mang chưa tình thức, đại tiên trường văn hoặc vô vi. Bần đạo chào chư đạo tâm, bần đạo đắc lệnh giáng đàn trước phô diễn đôi lời đạo đức, hầu giác ngộ chúng sanh thức tỉnh tâm hồn mà truy tầm nguồn cội. Sau nữa mừng đại đạo ban hành quyển Đại Thừa Chân Giáo để minh truyền diệu pháp, độ rỗi nguyên nhân, thoát kiếp luân hồi, quần nguyên phản bổn. Phần thi: đại đức Nam Phương Hóa Đạo Huỳnh thừa cơ mật nhiệm thức tâm linh, chân truyền đạo truyền quy linh tánh, giáo dục hồn dân trí huệ minh. Thi bài: minh chân đạo thời kỳ mạt kiếp, thức tỉnh đời cho kịp lòng hoa, phổ thông chân lý cộng hòa, nhận nhìn cả thảy một cha tròn lành, cao đài giáo lưu hành phổ tê, pháp chánh truyền
cứu thế thoát nhân. Bốn phương phát triển tinh thần, gội nhuần võ lộ hồng ân cao đài. Gần tận thế ngôi hai ra mặt, đặng toàn phương diều dắt chung sanh. Chỉ tường cội phước nguồn lành, giác mê tỉnh ngộ tu hành siêu thăng. Cuộc tan thương dữ dằn trước đó, mà nào ai có rõ chi đâu. Rồi đây chúng chịu thảm sâu, không nương đạo đức khó hầu tranh tay. Nạn khổ cuộc tương lai dữ dội, nhân vật đồng thay đổi tiêu tan. Có ai thấu mái hành tàn, vĩnh hư tiêu trường rõ ràng không sai. Trời Phật thấy trần ai đại hòa, nên giáng phàm vất cả tạng linh. Rải gieo chân lý đạo huynh, quy nguyên tam giáo phục bình cơ quan. Phóng thêm một con đàn chánh đại, để người tâm trở lại bồn nguyên. Lâu đời tam giáo thất truyền, ngày nay đại đạo dựng diện quy mô. Chỉ thấu chỗ hư vô tịch diệt, khoa bí truyền vốn thiệt cao siêu. Luyện thành bất diệt bất tiêu, vững vàng bền bỉ tiêu diêu lạc nhàn. Bơ chúng sanh linh thoảng chờ rước, rước những người hữu phước tiền căn. Đời mà cải hôi ăn năn, tu đơn luyện đạo siêu thăng quay ngoài. Phần thi.
ngoài cảnh thần tiên bao lạ lùng. Chữa người phước đức hưởng thung dung, một màu thanh bạch không dời đổi, khoái lạc ở an mãi đến cùng. Thời kỳ tận thế nên chi đại đạo phục hưng, để độ rỗi linh căn quy hồi cựu vị. Từ bàn cổ sơ khai đến ngày thánh nhân xuất thế, đem chân truyền thuyết minh lý đạo, bành trướng khắp bốn phương để tỉnh thế độ đời cho rõ lý cao siêu của trời đất, hầu tầm đường siêu thoát cho thuận với lý thiên nhiên cơ tạo hóa, tam giáo phát hưng độ người thành đạo hằng hà sa số. Đến ngày nay đã nhiều đời nên chi phái giáo lý thất lạc chân truyền, số tu luyện thì nhiều mà thành Phật tiên không đặng là gì. Khoa nội giáo bí truyền rất là u ẩn, Phật tiên chẳng dám lộ bài, để khẩu khẩu tương truyền, tâm tâm tương ấn, chứ không bài lậu ra cho người thế gian biết đặng. Pháp đạo u quyền nên tả chép vào đơn thơ để lưu truyền lại, nhưng những lời trong đó rất ẩn vi, khó hiểu, khó tầm. Mỗi vị tả ghi vào một tí, đặt tên ra trăm ngàn thứ, làm cho đời sau khảo cứu lấy làm mờ hồ. Bần đạo xin kiếu. Ngày 30 tháng 7 năm Bính Tý, khai kinh Giác Minh Kim Tiên. Chào chư đạo hữu lưỡng phái, tịnh đàn tịnh tâm nghe phần thi. Giác ngộ đạo màu, thoát khổ tâm, minh khai diệu pháp, khả sưu tâm. Kim quang chiếu tỏa tri cơ tạo, tiếng Phật giảng truyền thanh bút lâm. Giờ nay là chí nhật, Ngọc Hoàng Thượng Đế truyền mạng lệnh chuyển khai quyển Đại Thừa Chân Giáo. Vậy thì chư đạo tâm chí kỉnh chí thành cầu nguyện đấng chí tôn ban phước lành tất cả vạn linh, giác ngộ chân truyền thoát ly ưu khổ. Vậy ngã báo tin trước cho chư đạo tâm sắp đặt chỉnh tề nghiêm lịnh, có thủy tổ đại tôn sư giáng phàm, cùng là tam thanh thượng giáo, ngự lâm phê quyển Đại Thừa Chân Giáo. Mỗi đấng ấy lâm cơ thì chí kỉnh chí thành cúc cung thủ lễ, chư đạo tâm tuân hành ngã xuất cơ. Thủy tổ đại tôn sư: Hồng mông phân định trược lý thanh, quân tử tri cơ tất đạt thành. Lão luyện chân thân quần chánh giác, tổ truyền tâm pháp khả cận phanh. Thầy mừng các con, thầy ban ơn lành cho các con,
Giờ hôm nay, vì lòng từ bi, Thầy thương xót cả chúng sanh, nên phải nương gậy giáng đàn, chỉ giáo cho rõ nguồn đạo đức. Thi Đại đạo độ nhân, thoát hải trần, thừa thanh thân thường, dị kim thân. Chân như phản bồng nghi tu kỳ, giáo khả hành chân khiết trượt phân. Thầy rất mừng cho cả sinh linh trong thời kỳ thiên ám địa hôm này, mà mai đâu có ngọn đuốc thiên liêng soi sáng khắp năm châu bốn bể. Thầy rất mừng thai, vui thai, hân hạnh thai cho các con. Thầy ban phước huệ cho mỗi con đạo tâm, ráng lo tu luyện, lập công bồi đức. Thầy thăng tam thanh thượng giáo. Thi Thái cực hư vô, nhất khí thiên, thượng thanh khinh trọng, trượt ly kiền, đạo màu năng độ thành tiên Phật, tổ giáo chân ngôn thị hữu duyên. Thầy mừng trong hàng đệ tử cùng các đẳng chúng sanh, Thầy lấy làm vui mà đặng thấy ngài hạnh phúc chung cho nhân loại, vì lòng từ bi đại đức chí tôn hạ mạng lệnh chuyển khai đại thừa chân giáo, độ rỗi nguyên nhân phục hồi cựu vị. Thi Đại thừa chân giáo chuyển lần ba, độ dần sanh linh đến bửu toàn, thoát khỏi mê đầu vui thánh cảnh, đạo màu chấn chỉnh hồi long hoa. Thầy ban phước lành cho các đệ tử và mừng cho các đẳng chúng sanh. Thầy thăng thi nguyên thần dục đắc hữu minh quang, thị khả phân thanh phản vị càng, thiên thị hà độ càng vi chủ, tôn chi vi đạo thiểu tri tàn. Thầy mừng chư môn đồ trường thiên. Thầy ngồi trước án ngó ra, phúc vừa mãn lĩnh bửu tòa đêm sang, nên chi lật đật giáng đàn, chuẩn phê chân giáo lưu truyền độ dân. Đại thừa Ngọc Đế ban ân, chuyển tâm tánh thiện bước lần nẻo ngay, Phật tiên thần thánh châu mày, vì thương sanh chung đọa đài trầm luân. Đã mê đắm tục quen chừng,
lạc xíu ngoại đạo, mang chứng bảy dò. Đời sau đời chẳng biết lo, gây ra tội lỗi khổ to nặng đầy. Ba phen vì đạo vì thầy, đại thừa chân giáo lần này tình mê. Biết căn tầm lối băng về, đoạn dây oan nghiệt đặng cài ngọc kinh. Bảo tồn tịnh luyện nguyên tinh, hiệp cùng thần khí điềm linh phục quần. Dùng phương chế thuốc luyện đơn, cho thành đại giác chân nhân phi phàm. Mùi đời đừng có mến ham, Phật tiên phẩm ấy lên làm khó chi. Khuyên cùng sanh chúng tu đi, quay trong phép nhiệm quyền ký thầy nào. Chớ đừng luận biện thấp cao, rồi không phanh luyện phải nhào lộn đàn. Thì đa ngôn khuyên bỏ tánh tâm phàm, chỉ đó mùi đời chỉ mến ham. Ham chuộng lời danh sang địa phụ, sao bằng đạo đức cố công làm. Thầy ban ơn lành chứ môn đồ thầy thắng. Thi linh quang chiếu diệu hiệp thiên liên, bộ pháp thần thông chánh đạo truyền, thiên địa tuần hoàn quy bổn tánh, tôn thành cớ ngầu phản quận nguyên. Bần đạo mừng chư hiền đồ, giờ hôm nay bần đạo đắc lệnh thượng hoàng, nên chi phải lật đật giáng phê thánh tựa. Thi đại quá càng không hào khí đơn, thừa cao quán triệt đạo minh tồn, chân thanh lý mục khai tâm tánh, giáo hóa thức thời đắc hồi nguyên. Vì buổi đời hạ nguyên cơ tuần hoàn dĩ đáo, nên chi đại đạo phục hưng chân truyền phát khởi. Nhưng cõi trần ai là nơi chung chạ,
ngọc trắng cát lầm, vàng thau lộn lạo, chánh hưng tà giấy, phàm thánh lẫn nhau, chưa phân bạch hắc. Phật tiên giáng thế thì ma quỷ cũng ra đời, trời độ rỗi chúng sanh, quỷ giật giành nhân loại, đó là thời kỳ bá đạo cạnh tranh, kẻ hữu phước trời dành người vô phần quỷ giật. Ngày nay, Đức Chí Tôn vì lòng bác ái bao la mới ban cho đời một quyển Đại Thừa Chân Giáo, mà biện minh hư thiệt giả chân để giúp cho đời có thể tầm lối chánh, lánh đường tà mà thoát nạn chung trong trần cấu. Quyển kinh này là hồi chuông giác ngộ, tiếng trống tỉnh mê, ngọn đuốc nhật nguyệt quang minh sáng soi khắp cả càn khôn thế giới. Thăng. Rằm tháng 8 Bính Tý, Tam Giáo Thánh Nhân thi. Khổng môn giáo quân đạo luân thường, phủ ngoại càn khôn đắc tịnh dương, tự phủ an vui mùi đạo lý, giảng sanh châu mạc đời linh dương. Bần đạo miễn lễ chào chư liệt đẳng hiền đồ. Bần đạo lấy làm vui lòng đẹp ý mà trong thế thời kỳ đạo đức chấn hưng, Phật tiên giáng thế, kinh thánh lưu truyền, ấy là hạnh phúc chung cho toàn thể chúng sanh. Bần đạo ước mong sao chư liệt đẳng hiền đồ phấn chí tu luyện cho đạt thấu cơ màu nhiệm, lý vô vi hầu khêu sáng ngọn đuốc tinh thần mà cứu vớt trăm họ, muôn dân lạc lầm vào con đường tâm tối. Phần thi. Dân ước mong cho công lạc hoa, tinh thần phát triển thế âu ca, quốc dân sướng dậy tu thiên đạo, phong hoa tổ thêm mới mẹ mà. Trường thiên. Một mình ngồi trước đồng đào, toán cơ tạo hóa lẽ nào tương lai, dòm đời thăng vẫn thở dài, nhân dân mê mất sắc tài lời danh. Phúc đâu có lệnh tam thanh, tàn thơ trước tiết lập thành quyền kinh. Mời già giáng điện thiên linh, chiếu phê thánh bút thuyết minh chân truyền. Nên chi vội vã đi liền, cởi mây thẳng đến đàn tiền chuyện cơ. Thấy đời không lẽ bỏ lơ, nên chi trao quyền
độ thơ đào màu. Quả may có ích về sau, nhân sanh tỉnh ngộ quay đầu về nguyên. Nhớ xưa thánh đạo ban truyền, dựng nền phóng hoa chỉnh yên cuộc đời. Do theo pháp luật cơ trời, căn thường luân lý cho người nói theo. Hầu toan tránh sự lầm yếu, chỉ phương thoát kiếp nạn nghèo hòa tay. Tùy tùng cổ vạn kim lai, định hồn quốc chúng đức tài phô trương. Trung dung nói đây làm gương, chỗ mình minh đức là phương siêu phàm. Thân vì người cả tâm tham, ưa bày giả tương mến ham tục đời, làm cho nho giáo rã rời, tiếc chân nền cũ tới bời đồ siêu. Về phần thực tế thì nhiều, tam căn thường ngủ làm điều luật chung. Luận qua đại đạo trung dung, chưa ai nghe thấu chỗ cùng đau nho. Rừng nhu biển thanh khôn dò, tam tông đạo ấy một lò sanh ra. Càng ngày chí thiện càng xa, nhân tình đảm bác lòng ta dây lan. Đời dài hung bạo ngổ ngang, lòng người bất chánh giả càng bất nhân. Nên chi quỷ giận thần hờn, trời ghen đất ghét chịu cơn khổ sầu. Quả tràn dậy khắp năm châu, thiên tai địa ách khó hầu thoát thân. Xanh kia một đấng cầm cân,
thưởng răng cho kẻ hữu phần vô duyên. Thấy đời thêm luống não phiền, vô hình Phật thanh thần tiên thở dài. Đồng lòng thánh chúa ngôi hay, cảnh tiên đành bỏ chẳng nài khổ lao. Lâm phàm khai quá đạo cao, ban truyền chánh pháp luyện trao tinh thần. Thuyền từ tế độ nguyên nhân, thả dòng biển khổ cứu phần trầm luân. Cao đài đại đạo chấn hưng, tam quân dựng lại phong thần âu ca. Xưa kia tam giáo tam tòa, ngày nay chung lại một nhà phổ thông. Thuyết minh chánh lý đại đồng, làm cho con lạc cháu hồng mở mang. Dựng đời ngũ đế tam hoàng, trăm nhà muôn họ vững vàng thành thời. Chưa ai thấu đáo cơ trời, rồi ra kết bác lắm lời dị đoan. Đạo cao sắp đặt lớp lan, chia ra nhiều hàng thế gian dễ tìm. Đạo trời phẳng lặng im liềm, thấp cao nặng nhẹ nổi chìm vốn không. Thì không ấy là phương thoát kiếp trần, đêm ngày đào tạo dốc kim thân. Hư vô tịch diệt cơ siêu thoát, thanh tịnh tâm an cảnh xuất thần kệ. Thành lòng đạo nguyện tiên gia, lui về Tây dứt là nhà thanh nhân. Thăng thì lý đào mầm tước tượng long lân, lão luyện đơn thành nhị xác thân, tự phụ ngồi tu lo nấu thuốc, giảng sanh thương đời võ đinh quân.
bần đạo chào chư liệt đẳng hiền đồ. Kinh thánh ẩn di lý đạo màu, lĩnh trời ban xuống dễ gì đâu. Đại thừa chân giáo minh thiên lý, độ tận chúng sanh thoát bề dâu. Trường Thiên ngồi trong đồng phủ chế đơn, xây lò bát quái hiệp quần âm dương. Thuốc linh nấu uống sanh trường, dày công cố chí mới tường phép linh. Bỗng vừa ngó trước đơn đình, thiên cung hạ lệnh phệ kinh đại thừa. Vội vàng giá dò đến trưa, thuyết minh cơ đạo mây mưa tình hồn. Cho đời mở quát trí khôn, hầu toan thoát khỏi cái phòng dị đoan. Xưa tô nền tảng vững vàng, nhưng cao quá độ người càng khó leo. Mãi linh khó thể lộ dèo, đài cao trăm trường ráng trèo mới hay. Phép màu rõ đẳng hiếm ai, bị chân than đông cửa gài khó vô. Ẩn vi trong bát quái đồ, có chìa khóa phép mở sâu vô tìm. Vô vi lặng lẽ trang liềm, ngắm mò đáy biển châu chìm vớt lên. Tu đơn chí khí vững bền, để tâm thanh tịnh làm nền tiên gia. Đạo truyền im ẩn sâu xa, chỉ phương tu luyện thoát ra biển trận. An vui mùi đạo thanh nhân, sống tu tánh mạng diệt lần nghiệp duyên. Say mê gặp chỗ bồn nguyên, quay đầu trở lại cho yên tĩnh tình. Đơn thơ lý đạo phát minh, những nay sai lạc giữ gìn
ít chi. Đời còn biến cải tai nguy, nhân sanh cơ thể suy vi rất nhiều. Thuốc xưa nay uống bao nhiêu, nhưng không trúng bệnh khó tiêu đằng mà. Bệnh nay thời khi bất hòa, phải dùng đơn dược chế ra hiền thời. Ắt là hết bình như chơi, người tu cũng thế, tùy thời quy y. Thì y pháp hành trì cửu khiếu thông, đạo tâm thanh tịnh chiếu minh hồng, hiệp hòa thần khí nương hơi thở, thường chuyển pháp luân hồi cột rồng. Bần đạo chào chư hiền đồ, bần đạo lui. Thăng. Thi sĩ tâm ái chúng đọa luân hồi, đạt đạo đổ đời trở lại ngôi. Ta quyết phá tan dòng tư khổ, chịu dương giáng thể điểm tu bồi. Bần đạo từ bi chào các môn đồ. Thi đại thừa chân giáo góp đầy pho, đạo lý thuyết minh ráng kiếm mò, kinh báo lưu truyền đời thoát khổ, ai người căn kiếp sớm toàn lo. Lo phương chống dựng cuộc tương lai, nếu đạo tu đơn kẻo lạc loài, thuận mạng thiên cơ hành chánh đạo, khuyên đừng lưu luyến chốn trần ai. Phật giáo dạy đời một chữ không, hư vô tịch diệt chúng tin bồng, bất sanh bất tử cơ nhàn lạc phục đắc linh căn đạo ly thông. Các môn đồ ráng tu tịnh, bần đạo ban ơn chung, bần đạo lui. Rằm tháng 8 Bính Tý. Cao đài xuất thế, đại đạo hưng truyền. Thi cao tiên xuống thế độ nguyên nhân, đại bửu rước ai đã thoát trần, giáo dục đời mê ra trí huệ, chủ tâm phân định
luyện tu cần. Thầy các con, thầy mừng các con. Các con nam nữ tịnh tâm nghe phần thi. Kinh truyền xuống thế dạy oan khiên, một bộ ẩn di thánh đạo truyền, nghĩa lý đầy phô cơ xuất thế. Ai người hữu hành gặp lời tiên. Thi bài hồng trần nấu nức đua tranh, xô qua đẩy lại dứt dành lân chen. A nhào vào chỗ đê hèn, thang ngôi bươm bươm mây đèn chết thân. Làm người dễ có mấy lần, tam sanh hữu hành mới gần Phật tiên. Mấy khi gặp đạo hưng truyền, thiệt là phước đức người hiền biết bao. Ngắm xem kim cổ lẽ nào, những trang quân tử anh hào xưa nay. Muốn tầm đạo thoát trần ai, dài công khổ trí đêm ngày dây vang. Núi cao cũng phải tầm sáng, công phu khổ hạnh chỉ càng nông thêm. Điều quy cửu pháp khép kềm, sắc tài tử khí không thèm mên ưa. Rửa lòng ăn những muối dưa, mượn y bá nạp mã chừa dục tâm. Người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc lo tầm đào cao. Thủ thường phận giữ thanh cao, nhất tâm đại chí anh hào vượt qua. Khử trừ muôn quỷ ngàn ma, thất tình lục dục nên xa lánh chừng. Lửa lòng dập tắt không hừng, thức thần sai khiến thì đừng nghe theo. Nặng mang xác thịt hiểm nghèo, mà còn lội suối băng đèo khổ tâm. Mấy ai cho khỏi lạc lầm,
vì chứng xác thịt ưa tầm chuyện hư. Dục tình luyến ái nên trừ, những điều ưa chuộng thì từ nó ra, để tâm an tình điều hòa, quy nguyên tâm ngủ một nhà chung vui. Con rõ đạo, con biết mùi, thì con lựa chọn tới lui nẻo nào. Tinh thần đừng để lặng sao, tâm hồn lái đầm quỷ ào chiên vô. Mắt tay mũi miệng ý đồ, chớ buông lung nó mà khô tinh thần. Nặng nề mang một chiếc thân, đường xa muôn dặm khó gần mà mong. Dẫu dùng sức ngựa truy phong, mãn đời cùng kiếp cũng không tới mà. Chừng nào các trẻ nghe già, luyện đơn tu tình chỉ khoa bí truyền, cho mà tạo Phật tác tiên, quay tròn bánh phép đạo quyền phát khai. Xuất thần ra mấy cõi ngoài, nghêu ngao cảnh lạc trần ai thông đồng. Linh hồn hiệp khí hư không, nổi trong nháy mắt tri thông đất trời. Mặc tình bốn biển vui chơi, bỏ rồi xác thịt mở rồi cầm gông. Tu tiên giữ tánh không không, toàn phương tháo cổng phá lòng nhảy ra. Sự đời đừng có đắm xa, vô vi thanh tịnh hiệp hòa thần ở tiên. Thì tiên Phật cũng dùng một phép tu mà thành chánh quả vẹt sương mù. Người đời bao nợ chung hình ảnh, muôn kiếp không ra khỏi ngục tù. Phước lành ban bố tiết
trung thu. Non nước đầy vơi một bông thu, thu ở thu về ai có biết. Thu qua rước khách, khách nào tu. Thầy ban ơn các con, thầy thăng